Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục quay video để chia sẻ cách pha nước lẩu Thái mọi người nha. Đây là tất cả những nguyên liệu mình sẽ giới thiệu cùng mọi người đây. Đây là tất cả những nguyên liệu để mình chuẩn bị pha nước lẩu Thái mọi người nha. Đây là những trái ớt, lá chanh này, cùng ba củ sả mọi người nha. Mình sẽ đập dập ba củ sả để mình phi cho thơm mọi người nha. Sẽ bộ cà chua ra mọi người nhé, cà chua để mình pha nước lẩu mọi người nhé. Đây là cách pha nước lẩu Thái chua cay mọi người nhé, ăn rất là ngon. Em quay cho quay quay được gần đây tí. Đó. Đây mọi người nhé, đây là của gừng mọi người nhé, mình sẽ thái lát ra. Gọt vỏ qua thái lát ra mọi người nhé. Riêng mà nhá, riêng củ già mình sẽ thái lát mình nhá, thái mấy lát cho nó thơm. Ok mọi người nhá. Đây là hành tây mọi người nhá, mình sẽ bổ cao ra. Nửa mình sẽ phi cùng nước lẩu và một nửa mình sẽ cho vào chân tẩy mọi người nhá. Đó. Ở đây là một chanh bổ đôi mình mọi người nhá. Mình sẽ lấy vị chua của cốt chanh và giấm, đây là tỏi mọi người nhá. Đây là hành củ. Để tất cả những gia vị sa tế hẳn lên chính mọi người nhá. Mình sẽ thái chút hành củ ra để mình phi thơm mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Đó. Giờ mình cho lên bếp để phi thơm lên tất cả. Vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả những đồ mại mọi người nhé. Dù gồm có riềng thái lát, gừng thái lát, cà chua bổ cau, cắt khúc hành tây bổ cau mọi người nhé, sả và lá chanh. Đây là tất cả những đồ mại để mình phi thơm lên mọi người nhé. Đây là chân tẩy nồi lẩu mọi người nhé. Mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, gồm có váng đậu, nấm hương mình ngâm qua mọi người nhé, cà chua bổ cau và nấm hải sản, gồm có thì là và ớt, vân vân. Đây là tất cả những đồ mại mọi người nhé. Bên này gồm có là gia vị mọi người nhá, mình chuẩn bị khay gia vị sẵn rồi nhá. Đây là sa tế này. Đây là sa tế mọi người nhá, sa tế miền Nam, chua cay. Ăn ngọt có đầy đủ hết mọi người nhá. Đây là đường này. Mì chính mọi người nhá, hạt nêm. Một quả chanh bổ đôi. Chút tỏi và hành củ mình thái lát với một trái giấm thanh giấm chua mọi người nhá. Và đây là sa tế tôm thái tôm mọi người nhá. Đó, vị cay của nó. Giờ mình sẽ cho lên để phi thơm và pha nước lẩu mọi người nhá. Mọi người theo dõi mình nhá. Giờ mình sẽ cho tất cả những đồ lên để mình phi vàng thơm lên mọi người nhá. Giờ tỏi mọi người nhá. Tỏi mình sẽ cho vào phi trước nhá. Rồi có tỏi và hành thì phi thơm trước mọi người nhá. Đó. Quay lên. Mọi người phi thơm lên cho nó thơm đặc trưng mọi người nhé, có vị gì thơm mọi người nhé. Khi thơm lên thì mình sẽ xào cùng tất cả những đồ mặn cho nó thơm nó dậy mùi mọi người nhé. Đồ mình vừa cắt lại cho vào phi cùng mọi tất cả những gia vị lên mọi người nhá. Mình sẽ nêm nước mọi người nhá. Mình sẽ nêm nước rồi mình sẽ cho gia vị mọi người nhá. Đó. Mình sẽ cho sa tế tôm thái mọi người nhá. Mọi người ăn tùy theo khẩu vị ăn cay mọi người nhá. Nhưng mình nấu trung bình là mình sẽ cho một muỗng thìa này vào mình nhé. Sau đấy ăn là rất là cay rồi. Trứng thì
cái lượng nước 1,5 lít nước như này thì mình sẽ cho 20 mì chính nha mọi người nha. Cái đồng 20 này là vừa bắt nấu nó cũng chút của nó rồi. Bây giờ sa tế ngọt, cay và ngọt mọi người nha. Mình sẽ cho thêm một điều mọi người nha. Kiểu sa tế này cho nó cay mọi người nha. Nấu vị chua cay thì mình cũng nên cho một chút đường này vào mọi người nha. Cho một thìa đường non mọi người nha, để cho nó mềm nước và nó có vị dịu ngọt mọi người nha. Bây giờ mình cho thêm cả vị giấm chua này mọi người nhé, giấm tràng ăn chua này. Và mình sẽ cho vị cốt chanh sau mọi người nhé. Mình sẽ cho hạt nêm sau mọi người nhé. Giờ mình sẽ đong cảm giác vị chua của nếm giấm và mình nếm mọi người nhé. Nửa muôi như thế này là vừa mọi người nhé. Đó, có thể mình ăn chua thêm thì mình có thể cho thêm một chút nữa mọi người nhé. Đó, xong rồi thêm một chút giấm nữa này, ăn tạo ra vị chua rất là ngon. Khi mình cảm thấy độ chua đủ rồi mình cho thêm một chút cốt chanh vào cho thơm mọi người nhé. Mình sẽ lấy thêm một vị nước sốt Thái này cho thơm mọi người nhé. Đó, mình nấu lẩu Thái mình sẽ cho cái vị sốt Thái này vào rất là thơm mọi người nhé. Mình sẽ đong ra 2 thìa nhỏ mọi người nhé. Bởi vì sốt Thái này cũng rất là ngọt nên mình sẽ cho 2 thìa mọi người nhé. 2 thìa như vậy là nước nộm rất là nước sốt là nước lẩu rất là đạt, ngon. Lẩu này nó có vị chua cay, mình sẽ cho cái vị mặn nó vừa phải thôi nhá, bởi vì khi nó đun nó sôi lên rồi nó sẽ có vị tổng hợp vị chua cay mặn ngọt, thì mình sẽ cho một chút hạt nêm thôi người nhá, đó, chỉ cho 1,5 thìa hạt nêm rồi nhá, đó, như vậy là nước lẩu cũng rất là vừa rồi, rất là ngon rồi. Mình chia sẻ với mọi người đây là chân tẩy của mình thì gồm có báng đậu này, hành khúc này, nấm hải sản này, nấm hương này, tất cả những thứ là mình gia vị này, làm mình làm cần tỏi nữa, gia vị cần tỏi, tất cả thứ đấy là làm lẩu Thái nó ăn rất là thơm nhé. Đó, đây là nước lẩu Thái ngon mọi người nhé. Đó, đây là màu của nước lẩu Thái mọi người nhá. Nước lẩu Thái thì thường là rất là chua cay mọi người nhá. Rất là ngon, đó là cách nấu nước lẩu Thái của mình rồi nhé. Mình sẽ cho thêm một chút gọi là nước cốt chanh cho nó thơm nước lẩu người nhá. Đó. Mình sẽ cho một chút nước cốt chanh vào. Nó đỡ bị đắng người nhá. Khi mình nấu xong mình cho cốt chanh thì mình không đun nữa thì nó sẽ không bị đắng mọi người nhá. Đó, như vậy là nước lẩu Thái xong mình sẽ chuyển ra nồi mọi người nhá. Đó, rất là ngon. Là cách nấu lẩu Thái của mình cũng rất là thơm ngon mà đặc biệt này nhé. Đó. Và tất cả những nhân mình chân tẩy mình ấy có thể mình hoặc bớt lá chanh đi cho đặc sắc mọi người nhé. Đó. À, như vậy là mình đã pha nước lẩu Thái xong rồi mọi người nhá. Mọi người cảm thấy cách và công thức pha nước lẩu của mình ok thì hãy dành tặng cho mình xin lượt đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình nhé, để mình có những động lực tạo những video hữu ích hơn mọi người nhé, để chia sẻ cùng tất cả mọi người. Đó là nước lẩu mình vừa pha chế xong rồi nha, nhìn rất là hấp dẫn. Ai mà muốn ăn cay thì hãy ăn lẩu Thái như vậy, rất là ngon mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, hẹn mọi người vào những clip sau nhé. Thân ái chào mọi người nha, bye bye mọi người nha, bye bye.